Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Mưa lớn gây sạt lở, yêu cầu 13 hộ dân di dời. Tối ngày 25 tháng 9, thông tin Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, địa phương đã thuê máy móc bốc dỡ thông đường sau vụ sạt lở. Mưa lớn trong nhiều ngày khiến dọc tuyến đường tuần tra ven biển xã Cẩm Lĩnh, hay còn gọi là tuyến đường quốc phòng đi xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên đến Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể qua lại. Cụ thể, tại đoạn qua thôn 1 xã Cẩm Lĩnh đã xuất hiện 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 200m. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150 m3. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện Cẩm Xuyên đã kiểm tra hiện trạng và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh thuê máy giải phóng khối lượng đất đá sạt lở trên nhằm đảm bảo lưu lượng qua địa bàn nên không ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường. Đồng thời, xã Cẩm Lĩnh phát thông báo cảnh báo, lắp các biển cảnh báo, làm rào chắn và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ ở hai đầu tuyến đường tuần tra ven biển qua địa phương này để ngăn cấm người và các phương tiện qua lại. Ngoài ra, 13 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc chân núi ở tuyến đường tuần tra ven biển yêu cầu phải ký cam kết tuyệt đối không ở lại trong hàng quán và di rời người tài sản đến nơi an toàn. Cũng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tại dọc bờ sông Ngàn Mọ thuộc thôn Đồng Bầu, xã Cẩm Thành, xảy ra sạt lở gây đổ tường rào của một hộ dân. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún, gây nguy cơ mất an toàn cao. Để ứng phó với cơn bão Noru, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp ngành chức năng kêu gọi, yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển Hà Tĩnh vào bờ trú tránh an toàn. Đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.666 phương tiện đã nắm bắt thông tin và vào bờ trú ẩn. Còn lại 9 phương tiện với 48 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được, đang kêu gọi vào tránh trú. Philippines báo động khẩn cấp vì siêu bão Noru. Philippines đã ban bố tình trạng báo động khẩn cấp đặc biệt sau khi bão Noru mạnh lên cấp siêu bão và áp sát khu vực phía đông của nước này. Các quy trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp ở mức cao nhất đã được kích hoạt tại khu vực đô thị Manila, miền trung đảo Luzon, Calabaron, Mimaropa và Bicol. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết hôm 25 tháng 9, CNN đưa tin, nhà chức trách Philippines yêu cầu người dân cực kỳ thận trọng, đồng thời cảnh báo gió giật rất mạnh sẽ xảy ra trong vòng 18 giờ tới. Bão Noru dự kiến đổ bộ vào đất liền tại khu vực phía Bắc Quezon hoặc phía Nam Aurora vào đêm ngày 25 tháng 9. Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, nhà chức trách Philippines cũng cho biết không loại trừ khả năng bão đổ bộ sớm vào đảo Polillo ngay trong chiều ngày 25 tháng 9. Bão Noru được dự báo sẽ gây ra những trận sóng và cuồng phong lớn, mưa nặng hạt và gió giật mạnh tới hơn 200 km/h. Các trường học tại nhiều thành phố đã được lệnh đóng cửa trong ngày 26 tháng 9 do ảnh hưởng của siêu bão Noru. Đảo Polillo được dự báo sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Noru được xếp vào loại siêu bão vào lúc 5 giờ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương sau khi mạnh lên và sức gió tăng lên với tốc độ 90 km/h trong 24 giờ qua, Ecuria đưa tin. Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với sức gió cao nhất là 185-205 km/h, Pagasa thông tin. Cơn bão có thể gây hại cho đất trồng nông nghiệp cũng như các ngôi làng có nguy cơ ngập lụt. Hồi tháng 12 năm 2021, siêu bão Rai đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Siêu bão Noru được dự báo sẽ suy yếu thành bão khi quét qua đảo Luzon trước khi đi vào Biển Đông ngày 26 tháng 9 hướng về phía Việt Nam. Siêu bão Noru đổ bộ Philippines. Siêu bão Noru vừa đổ bộ vào Philippines đem gió mạnh và mưa lớn tới hòn đảo Luzon đông dân. Cơ quan khí tượng của nước này cho biết cơn bão dự kiến gây ra lụt và phá hoại mùa màng. Bão Noru đã đổ bộ lên thành phố Budeos trên quần đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon của Philippines lúc 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, tức 16 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam. AFP dẫn cơ quan dự báo khí tượng của nước này.
nơi cơn bão đổ bộ cách thủ đô Manila khoảng 100 km về phía đông bắc, lực lượng khẩn cấp đã chuẩn bị cho khả năng có gió mạnh và mưa lớn tấn công thủ đô, nơi sinh sống của hơn 13 triệu người. Giới chức cho biết đã bắt buộc sơ tán ở một số khu vực có nguy cơ cao của thủ đô. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Noru được xếp vào loại siêu bão vào lúc 5 giờ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, Ecuador đưa tin. Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với sức gió cao nhất rơi vào 185-205 km/h. Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa thông tin. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines cho biết cơn bão có sức gió duy trì tối đa là 195 km/h khi nó đi về phía quốc gia này. Chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ các lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết, Cục trưởng Cảnh sát quốc gia Philippines Rodolfo Osurin nói. Video đăng trên mạng xã hội và được AFP xác minh cho thấy cây cối bị gió mạnh quật ngã ở Infanta và trên quần đảo Polillo. Tác động từ bão Noru, nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh mưa ngập. Dưới tác động của bão Noru, gió Tây Nam kết hợp mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. Chiều và tối ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào, một số nơi có nơi mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường trũng thấp xuất hiện tình trạng ngập vừa đến nặng như Phan Văn Hớn, quận 12, An Dương Vương, quận 6, Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, Tôn Thất Thuyết, quận 7 và một số khu vực thuộc huyện Nhà Bè. Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trận mưa này là do ảnh hưởng của bão Noru khiến cường độ gió Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với mây đối lưu phát triển gây mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ nói chung. Ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 19h30 phút cho thấy mây đối lưu phát triển trên hầu hết khu vực Nam Bộ và gây mưa, mưa rào kèm dông, sét. Sau đó mưa tiếp tục lan ra các vùng lân cận, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng thời tiết xấu và mưa diện rộng tiếp tục duy trì ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng của bão Noru vào Biển Đông và hướng vào Trung Bộ. Người dân cần đề phòng ngập úng ở một số khu vực. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, tác động của bão khiến cường độ gió Tây Nam tăng, khiến khu vực này có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa lớn. Người dân lưu ý lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Riêng vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Phú Quốc có gió Tây Nam hoạt động từ mức trung bình đến mạnh, gây mưa rào và dông rải rác. Chiều ngày 25 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những giờ qua, bão Noru hoạt động ngoài khơi Philippines đã mạnh thêm 2 cấp và đang duy trì sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Lúc 16 giờ, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 500 km về phía đông, ảnh mây vệ tinh cho thấy bão đã có cấu trúc và tiếp tục mạnh thêm. Đêm nay và ngày mai, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 9, tâm bão nằm trên khu vực đảo Luzon với sức gió giữ ở cấp 11. Sau đó, bão giữ vận tốc nhưng đổi hướng đi chếch theo Tây, Tây Bắc và vào Biển Đông. Chiều ngày 26 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Thủ tướng yêu cầu 16 tỉnh thành khẩn trương quyết liệt ứng phó bão Noru. Thủ tướng yêu cầu 16 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung ứng phó với siêu bão Noru. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão Noru khi vào Biển Đông sẽ thành bão số 4, theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Công điện của Thủ tướng gửi 16 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, một số tỉnh ở Tây Nguyên và 11 bộ ngành đơn vị liên quan. Công điện nêu rõ, cơn bão Noru đang tiến vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ, cơn bão này có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và Bắc Biển Đông.
Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tỉnh thành tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Căn cứ diễn biến và dự báo bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Đồng thời, các địa phương cần rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!